pháp hạnh dẫn dìu chúng con. Thầy là giới đức nhiếp trì chánh niệm, thầy là trăng thanh chiếu sáng chân tâm, là biển rộng sức sống vô cùng, là núi cao vững vàng che chắn. Hoa bát nhã ngọt ngào hương giác ngộ, ánh chiều dương lấp lánh bóng vô thường, vườn tâm vạn sắc yêu thương, thơm lừng chánh pháp ngọt ngào vị tha. Dâng lên người tâm chế thành cuối đầu thiết tha, một lòng quy kính ba ngôi tam bảo, thề nguyện thương minh hộ pháp giác tha, xin hướng về chân lý Phật Đà, niềm tin lanh bóng vô thường, vườn tâm vạn sắc yêu thương, thơm lừng chánh pháp ngọt ngào vị tha. Lời thầy vang vọng đại từ bi trí, hùng lực ấm ba tình thức si mê, kính dâng lên người tâm trí thành cuối đầu thiết tha, một lòng quy kính ba ngôi tam bảo, thề nguyện thương minh hộ pháp giác tha, xin hướng về chân lý Phật Đà, niềm tin pháp Phật chiếu soi muôn phương.
kiếp khó đáp đền. Nguyện xin tỏa ngát hương sen, gieo nguồn trí dũng dựng nên từ bi. Thay là phước điền ươm mầm hạnh phúc, thay là bóng cây tỏa mát an vui, là nắng mai sưởi ấm cho cuộc đời, là pháp hạnh dẫn dìu chúng con, hay là giới đức nhiếp chi chánh niệm, hay là trăng thanh chiếu sáng chân tâm, là biển rộng sức sống vô cùng, là núi cao vững vàng che chắn. Chiều dương lấp lánh bóng vô thường, vườn tâm vạn sắc yêu thương, thơm lừng chánh pháp ngọt ngào vị tha. Lời thầy vang vọng đại từ bi trí, hùng lực ấm bóng dâng lên người, tâm chế thành cuối đầu thiết tha, một lòng quy kính ba ngôi tam bảo, thề nguyện thương minh hộ pháp giác tha, xin hướng về chân lý Phật Đà, niềm tin Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2021. Hội đủ duyên lành, chúng con vô cùng hân hoan được chào đón Thầy Pháp Hòa Quang Lâm Hiền Như Tịnh Thất của chúng con. Chúng con xin được kính tri ân Thầy, dù Phật sự đa đoan nhưng Thầy cũng dành chút thời gian về Tịnh Thất Hiền Như để thăm sư cô và thăm hàng Phật tử chúng con. Chúng con xin có được 4 câu thơ kính tặng Thầy. Thầy của chúng con, Thầy Pháp Hòa, về thăm Tịnh Thất từ phương xa, không ngại khó khăn vì dịch bệnh, vẫn sáng nụ cười, vẫn nở hoa. Và giờ đây chúng con kính xin Thầy ban đạo từ cho chúng con để sắp tấn chúng con trên bước đường tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là 28 tháng 9 năm 2021. Đây là lần đầu tiên Pháp Hòa ra khỏi Canada sau hơn một năm dịch bệnh. Thì năm rồi, sau chuyến giảng ở đây vào tháng 2 tại Cali này, và Pháp Hòa trực tiếp đi qua giảng ở bên Missouri, thì Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa về tới nhà là khoảng 12 tháng 3, là 15 tháng 3 là tất cả các nơi đóng cửa hết. Và chúng ta mọi nơi đều phải ở đâu ở đó hết cho suốt hơn một năm cho đến bây giờ, coi như là khoảng 18 tháng ha. Thì hôm nay lần này đi sang Cali mà là một chuyến Phật sự thôi,
thì dành một ít thời gian để đi thăm một vài nơi mà trong đó thì có Hiền Như Tịnh Thất. Mà Pháp Hòa có nói với sư cô là chỉ ghé thăm chùa thôi, không có làm gì hết. Mà đâu có ngờ quậy dữ vậy. Đại chúng có khỏe không? Dạ, ngồi thôi. Dạ, dạ khỏe. Bây giờ mình cũng đông đủ, nhưng mình cũng biết rằng hiện nay dịch bệnh vẫn chưa có thật sự hết, và nhất là tại quê hương của chúng ta, người bệnh, người mất rất là nhiều. Thì ở đây chúng ta cũng chưa thật sự gọi là an ổn, nhưng chúng ta còn đỡ hơn. Thôi thì sẵn đại chúng đông đủ, kính thỉnh đại chúng, chúng ta cùng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện cho tất cả mọi nơi, mọi chốn dịch bệnh thiên tai được tiêu giảm, trong đó có quê hương của mình, trong đó có người thân của chúng ta, cũng như chúng ta ở đây và tất cả các nơi khác. Dạ. Thì xin mời đại chúng chúng ta cùng niệm danh hiệu Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Trí tuệ bừng lên đóa biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cám lộ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch bụi nguy tai. Liệu biết Phật bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vàng lâu đài. Cuối đầu ca ngợi dân hương thịnh, xin nguyện từ bi ứng hiền ngay. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quán 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 Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được về thăm lại tiểu bang California trong một vài ngày, đặc biệt là được ghé thăm Tịnh Thất Hiền Như, và đặc biệt hơn nữa là không ngờ là quý vị lại tập hợp đông như thế này. Thì trước hết Pháp Hòa xin kính thăm sức khỏe đại chúng, mong đại chúng và gia đình luôn bình an, vui vẻ. Và hồi nãy thì chung đây thì chắc có thêm một số, có hai thầy đi với Pháp Hòa, với có hai ni sư, chắc chút xíu nữa quý vị sẽ gặp. Dạ thì như đại chúng cũng biết là trong một năm qua chúng ta hình như là không có được gặp nhau. Rồi chỉ có mấy tháng gần đây khi mọi việc được ổn
thì chúng ta được gặp nhau. Thì có một cái điều là trong cái dịch bệnh lần này, chúng ta có rất nhiều đề mục để mà chúng ta quán chiếu ha. Đủ thứ hết, thì trong đó có một cái. Đôi khi chúng ta được dịp gần nhau thì chúng ta không chịu gần nhau, để bắt buộc người ta phải bắt mình khoảng cách, thì chúng ta lúc đó chúng ta lại được gần, muốn lại được gần. Vậy thì quý vị thấy có những lúc á, mình có được cơ hội đi tới với nhau, nhưng mà tại vì có những cái buồn phiền, giận hờn, chúng ta không tới với nhau được. Rồi có những lúc chúng ta muốn tới, nhưng mà luật pháp không cho chúng ta tới. Thấy đó, đứng đó. Pháp Hòa nhớ cái lúc mà dịch mới bắt đầu, coi những cái hình ảnh mà khóc. Tại vì có những người y tá đi làm xong rồi về nhớ con quá. Về thì con đứng góc kia, mẹ đứng góc này. Hai mẹ con đứng nhìn nhau và khóc. Tại vì cổ không dám tới ôm con cổ, là vì cổ sợ cổ lây bệnh cho con cổ. Rồi cuối cùng hai mẹ con mới giang tay ra, ôm nhau trong một cái hình ảnh như thế này. Và lúc đó mình coi là mình cảm xúc chịu không được. Và quý vị thấy không? Mà những lúc bình thường chúng ta được gần nhau, nhưng mà ai năn nỉ tới gần cũng không. Tôi thề rồi, tôi không bao giờ gặp người đó thế này thế kia. Không? Chỗ nào có người đó là không có có tôi. Không? Nhưng mà đến một lúc nào, cái nhân mình vậy trên cái quả nó tới cái thì sao? Bây giờ muốn được gặp, bắt đứng cho gặp. Và thậm chí có chỗ còn giữ, để một cái hình là mũi tên, bắt phải giữ khoảng cách 2 mét, thí dụ vậy. Thấy không? Thì quý vị, đó, Pháp Hòa nói nhiều thứ để mình quán chiếu lắm. Nhưng mà ở đây là một trong những đề mục tu thiền á. Thiền là chúng ta có khả năng quán chiếu tư duy mọi việc nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Và mình gặp vấp phải một cái khó khăn nào, thì cái đó nó chính là cái đề mục, nó đã là cái đề tài để chúng ta tư duy về nó. Vì vậy cho nên bệnh tật, đói nghèo, vân vân, nó đều là những đề mục chúng ta quán chiếu hết. Và hôm nay Pháp Hòa cũng nhắc thêm để đại chúng thấy, có bao giờ mình nghĩ là một ngày nào đó cả một cái thế giới này người với người phải đứng cách xa nhau, không được tới gần, phải không? À, rồi hồi xưa là mình có một cái hộ chiếu, cái passport thôi là mình đã thấy đủ mạnh để mình đi travel khắp thế giới rồi. Vậy mà bây giờ phải không có được cái passport vaccine, đó là chứng nhận rằng á, mình đã chích hết hai cái liều thuốc ngừa rồi á, thì đừng hòng lên máy bay. Giờ đi đâu phải thủ thêm cái passport thứ hai nữa. Ở đây có ai in ra cái passport đó chưa? À, mình in ra rồi xong mình sợ nó rách, mình phải laminate nó, mình phải ấy nó lại, phải không? Đó. Rồi á, hồi trước á, mỗi lần ở nhà mình á, Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ nha, mỗi lần mà đi ăn cơm á, thì người lớn hay biểu đi rửa tay rồi ăn cơm. Nhiều lúc mình làm biếng á, quẹt quẹt về mình lên. Bây giờ không rửa chết á. Bây giờ quý vị thấy đi đâu cũng cái bình sát trùng nó nằm khắp nơi hết, khỏi ai nói ai, tự động đi rửa tay à. Thật ra cái này là tự giác. Hồi xưa là mình bị phát giác, còn bây giờ là tự giác. Đó, Pháp Hòa nói những cái việc đơn giản trong cuộc sống vậy đó, là đại chúng thấy rằng hồi nhỏ mình biểu đi rửa tay thì không rửa, giờ tự động đi rửa tay. Khi mình giận nhau, mình thề thốt mình không muốn gần, bây giờ muốn gần mà bị người ta ngăn trở, phải không? Cho nên á, rồi có những lúc á, quý vị thấy như bây giờ, ngày hôm qua đây Pháp Hòa có nói chuyện, kia nói chuyện với một Phật tử. Pháp Hòa hỏi chứ hình như ai đó chụp anh thăm Pháp Hòa, rồi anh hỏi là dùng cơm này kia. Và nói ồ, Phật tử người ta cho mấy trái bầu nhà người ta trồng rất là ngon, đại khái vậy. Anh mới nói trời ơi, con cả tháng nay không có miếng rau ăn. À, toàn là ăn cơm với lại mấy cái đồ khô mà đang chứa trong nhà. Thì quý vị thấy á, nhiều khi mình có tiền, hồi xưa người ta hay nói có tiền mua tiên cũng được, bây giờ tiên khỏi cần, mua rau cũng không có nữa.
Giờ đừng nói là muốn có tiền mua tiên cũng được, mà có tiền mà muốn mua một cọng rau cũng không phải dễ. Đó. Rồi có những vị á, hồi xưa á, quý vị có biết là người ta tại sao kêu là ác ôn không? Thường thường mình gặp người đó ác ôn đó. Chữ ôn này là gì? Đây là ôn dịch. Ôn là một loại bệnh dịch, là ôn dịch á. Mà người xưa người ta sợ cái bệnh dịch, sợ lắm luôn, tại vì người ta không có thuốc. Thời trước ta nghe dịch bệnh là người ta chết, không có thuốc. Mà mình nó rất là may mắn là chỉ trong vòng một năm thôi mà người ta đã tìm ra được thuốc. Quý vị thấy không? Thật ra người xưa ta hay nói là ác ôn là gì? Cái người ta sợ cái ác, không khác gì sợ dịch. Cho nên hồi xưa mình nghe chữ ác ôn, bây giờ mình chứng thật rồi đó, mình sống với ác ôn đó. Tức là mình sống với cái bệnh dịch mà nó như vậy đó. Thì ý người ta muốn nhắc mình, ý người ta muốn nhắc mình, một cái con vi trùng nó rất là nhỏ, nó len lỏi vô. Có những vị người ta ở nhà thôi mà vẫn bị, ở nhà không dám đi đâu mà vẫn bị. Thì quý vị thấy không? Cho nên cái vi trùng mà tham sân si á, nó cũng nhỏ lắm, và nó cũng đi len lỏi trong mọi tâm thức của chúng ta, và đôi khi chúng ta không hề biết nó. Mà có ngày nào đó tự nhiên mình, ai đụng tới mình, bắt đầu mình tháo quát lên, mình mới biết là bữa nay mình trúng dịch. Bữa nay mình trúng một cái con vi trùng của sân, của si, mà xưa giờ mình nghĩ rằng mình không có. Hoặc là có nhiều người có, nhưng mà ta nghĩ rằng ta hết rồi. Phải không? Tại vì chưa có được chích thuốc đó. Chích thuốc đây là gì? Là chúng ta cũng phải chích vào trong người mình những cái thuốc của Phật Pháp, thì mình mới khống chế được cái con dịch kia. Còn không có Phật Pháp thì tham sân si nó hoành hành. Cho nên ta hay kêu là tam bành lục tặc. Tam bành là gì? Là tham sân si. Còn lục tặc á, là mắt tai mũi miệng thân ý của mình, nó hay giao tiếp rồi bắt đầu nó nổi phiền nổi giận, cho nên nó là giặc. Chữ tặc là giặc. Thí dụ mình đang vui vậy đó, mà chỉ cần cái người mình không ưa xuất hiện thôi, còn mắt mình nó khác liền, nó đổi liền. Không? Đang nhìn cái người đó dễ thương dễ thấy mà thấy qua chỗ khác liền, là mình đang cười vậy, mình gặp cái người kia là mình sửa cái nụ cười liền. Cho nên từ đó người ta mới nói là tam bành lục tặc, không? Tham sân si. Còn lục tặc là sáu thứ nó ở với mình, nhưng mà nó trở thành giặc khi nào mình không biết. Đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nó gặp cái đó, mà nó gặp cái người không ưa thì mắt nó thay đổi, bắt đầu cái tư tưởng, cái nhận thức, rồi oan gia ngõ hẹp. Đó là cái nhận thức. Cái thức tức là cái nhận biết của mình. Mà hễ nó nhận với vui thì nó sẽ nói là lời vui, nó nhận bực thì nó nói lời bực. Cho nên con mắt nhìn, thức của con mắt nó làm việc thì cái miệng nó phải nói. Cho nên rồi có nhiều khi một nghiệp mà nó khởi thì tất cả các nghiệp khác nó đi theo. Nghiệp mắt mà khởi thì nghiệp miệng nó theo. Đúng không? Mà nghiệp miệng nó theo mà nó bắt người khác phải nghe nó. Mà người khác không nghe nó thì nó lại giận cái người kia. Thí dụ như ai mà khuyên, thôi bác ơi, chị ơi, bỏ qua đi, bà biết cái gì? Thử bà cái bà có tha nó không? Đó. Cho nên rồi cái đó nó lâu ngày nó thành ra cái gì? Nó thành ra cái nghiệp. Nghiệp tức là mình sống với cái thói quen đó. Sống với cái thói quen đó. Hồi đầu á, mình sợ dữ lắm nha. Hình như bây giờ mình bớt sợ rồi đó. Đúng không? Bây giờ mình bớt sợ rồi. Hồi đó hầu như tất cả những tin tức, không có nói gì khác hơn, mở lên tất cả các đài, hầu như là nói COVID thôi. Bây giờ ta cũng hết nói rồi. Bây giờ người ta tuyên bố sao? Sống với nó. Sống với dịch. Mình cũng sống với tham, với sân, với si vậy.
Nhưng mà nhờ mình có thuốc ngừa cho nên đỡ lắm, phải không? À, thuốc ngừa của mình là gì? Giới, định, tuệ. Ai chích ba mũi chưa? Đó. Giới, định, tuệ, phải không? Rồi gì nữa? Phật, pháp, tăng. Mình có giới, có định, có tuệ, có Phật, có pháp, có tăng để trị ba thứ thôi: tham, sân, si. Mình có Phật, pháp, tăng, giới, định, tuệ, sáu mũi thuốc mà trị không nổi ba con dịch kia. Mình dở đó, phải không? Rồi ngoài thì bên cạnh đó còn có khẩu trang nè. Đó. Có gì nữa? Có nước rửa tay nè, vân vân. Nói như vậy để Pháp Hòa một đêm một cái ví dụ thôi, chứ không phải biểu quý vị là đừng khe gì hết nha. Không phải, đây là mình đưa một cái ví dụ. Dịch nó cũng giống dịch bệnh mà nó nhỏ lắm, cái vi trùng đó nó cũng giống, mà có nhiều người nhiễm không biết, phải không? Nhiễm không biết. Nhiều khi mình cũng tham mà mình đâu biết, mình cũng sân mà mình đâu có hay, rồi mình đi tới gần người ta mình lây cho người ta cái đó. Cho nên sống chung nó gần gũi. Đó. Thật ra thì mình học Phật là để mình học những cái cách suy nghĩ nói theo Phật pháp là quán chiếu. Quán chiếu á, Pháp Hòa nói đơn giản là để rồi dùng cái từ là suy nghĩ, chứ thật sự cái suy nghĩ á, tức là mình suy nghĩ, mình diễn đạt những cái đó. Còn nhà Phật á, chúng ta dùng cái từ quán chiếu á, nó sâu sắc hơn. Tại vì chữ chiếu là soi, không? Chữ quán là mình nhìn cho kỹ, rồi mình lấy cái ánh sáng của chánh niệm. Và khi mình quán chiếu thì mình không phải thấy là chỉ có nó lỗi thôi, mà mình thấy có mình trong đó. Khi mà mình giận ai đó, mình quán chiếu về cái cơn giận của mình và cái người làm cho mình giận, thì mình đừng, lúc đó là mình không có còn sống với cái ngã nữa, mà mình thật tâm mình muốn đi tìm cái nguồn cội nào để đưa đến tình trạng này, thì trong đó mình sẽ phát hiện rằng có mình trong đó. Chừng đó mình sẽ nói rằng có trời mà cũng có ta. Hồi xưa giờ mình đổ lỗi cho ổng không à? Chuyện gì cũng đổ lỗi cho ổng hết á, phải không? À, nhưng mà sau này mình biết rằng đâu phải chỉ ổng không đâu. À, thí dụ như giờ mình thấy tự nhiên mưa à, mình ở nhà thì mắc gì mắc bệnh, nhưng mà tại mưa mình chạy ra làm chi cho trúng mưa, phải không? Thành tử ra có trời mà cũng có ta. Thì thật ra thì đó là cái sự nhắc chia sẻ thêm. Tại vì khi mà một cái việc gì nó xảy đến trong cuộc sống, Pháp Hòa hay lấy những cái đó làm những cái đề mục để mà mình quán chiếu, để mình tư duy về nó. Tu thiền, thiền được dịch là tư duy tu. Tu thiền, chữ thiền là người Trung Hoa và chữ chư tổ ngày xưa dịch là tư duy tu. Nghĩa là mình tu một cái pháp, mà cái pháp này là mình dùng cái nội lực của tâm để mình quán chiếu mọi thứ, để nhìn rõ mọi vấn đề. Và chừng đó mình thấy được nguồn cội của các pháp. Mà hãy mình thấy được cái cội nguồn của nó thì sẽ giảm đi, có thể là chưa hết, nhưng ít nhất mình giảm đi những cái khổ đau, buồn phiền trong cuộc sống. Và mình thấy rằng có mình ở trong đó. Phải nãy mình đừng nói câu đó, đâu có chuyện. Phải nãy mình đừng có làm chuyện đó thì đâu đến nỗi. Hồi xưa mình nghĩ là chỉ lỗi người đó thôi, tự nhiên cái vậy ha. Nhưng mà nghĩ kỹ, cũng có mình. Vì có thấy có lỗi mình trong đó, cho nên người đó lỡ họ có nói nữa, cái bây giờ mình im. Hồi nãy là mình, cái phút trước hay là nửa tháng trước, ngày trước là mình đã ăn thua đủ rồi. Bây giờ nãy mình ăn thấy ăn thua đủ mà thấy không đủ thiếu gì chứ, đâu giờ mà ăn thua thiếu rồi. Ông nói cái mình nín, đâu thiếu coi nó ra sao. À, thiếu nó đỡ hơn đủ. Tại vì mình muốn đủ thì người khác cũng muốn đủ, phải không? Cho nên á, cái câu người ta hay nói á, khác nhau chỉ một cái nhìn. À, đời hư hay thật, tâm mình sáng soi. Tất cả mọi sự việc chỉ do cái nhìn của mình thôi. Mình nhìn sự việc nó nhẹ thì nó sẽ nhẹ. Mình nhìn sự việc nó là long trời lở đất thì nó là long trời lở đất. Có nhiều khi đi dấp phải một cái thôi mà đơn giản vô cùng. Người xin lỗi anh, tôi sơ ý. Thì người kia cũng nhận ra, thôi đâu sao, sơ ý mà tôi cũng đâu có sao. Thiệt là không có gì hết.
Nhưng mà nếu mình đã lỡ mình không ưa cái người đó rồi á, thì cái câu nói đó không đơn giản nữa, phải không? Nó sẽ một cái câu khác. Muốn đi đầu thai hả? Ở đây có ai phao kim Hồng Kông không? Nó thắng cái két lại, cái nó ló đầu ra này, muốn đi đầu thai hả mày? Đơn giản lắm. Mọi việc là do mình tư duy, mình nhìn. À, vậy thôi. Thì hôm nay thật ra thì quý vị thấy cuộc sống nó cũng đơn giản phải không? Chỉ phone nhau nói sẽ ghé thăm nha. Ghé thăm thôi nha. Dạ, đơn giản lắm. Thì hôm nay thật ra thì Pháp Hòa được về đây gặp đại chúng thì đã là một niềm vui rồi. Mà đại chúng lại không quản ngại một ngày đi làm mà còn tập hợp như thế này và chờ đợi nữa. Phải không? Và bây giờ mình mới thấy được hạnh phúc chờ đợi, phải không? Rồi thì xin cảm ơn tất cả rất là nhiều. Quý vị đã dành cho Pháp Hòa rất nhiều tình thương mỗi lần được về thăm ở vùng này hoặc là riêng tỉnh Thất Hiền Như. Thì đây không phải là một buổi giảng thuyết, chỉ là một buổi gặp gỡ, rồi có đôi lời nhắc nhở với nhau, sách tấn với nhau ha. Và chữ sách là mình khuyên răng, nhắc nhở và làm cho nhau siêng năng trên đường tu tập. Thì cuộc sống của mình là cần như vậy. Tại vì có cái gì mà mình không có thường nhắc nhau thì mình sẽ bị quên. Thì hôm nay được gặp lại thì xin có vài lời thăm hỏi và chia sẻ với đại chúng như vậy. Chúc đại chúng an lạc. Coi như là sau khi Hiền Như sửa lại, Pháp Hòa cũng chưa về thăm. Dạ. Hôm trước ở đây có một tượng Phật, quý vị nhớ không? Dạ. Tượng cũ đó. Bữa nay đi chu du qua bên tới Canada rồi. Đang để thờ ở Niệm Ân Đường Tu Viện Tây Thiên. Dạ. Coi như là giống như là đã ở trển sắp xếp hết vậy đó. Để vô cái vừa trang rồi. Dạ. Dạ cô. À, vậy thôi mời đại chúng mình hát chung đi. Dạ. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Giờ có quý vị có câu hỏi gì không? Có ai có câu hỏi gì trên đường tu tập của mình? Ở đây có một câu hỏi liên hệ đến sự tu tập tụng kinh của mình ở nhà. Câu hỏi như thế này: ở nhà con đọc kinh thập chú,
Rồi sau đó muốn đọc kinh cầu an hoặc thêm kinh nào đó, nhưng đọc theo thứ tự sao cho là đúng nguyên tắc. Thưa đại chúng, ở trong cái quyển nghi thức tụng niệm của Phật giáo Bắc Tông á, tức là các chùa mình á, thì cái phần đầu quyển kinh nó có cái phần gọi là công phu sáng tụng năm đệ chú Lăng Nghiêm, và sau phần năm đệ chú Lăng Nghiêm á, có bài chú Đại Bi và 10 bài chú nhỏ, 10 bài tiểu chú, thường thường chúng ta thường gọi là thập chú. Thập chú tức là 10 bài chú. Ví dụ như là trong đó chú Dược Sư nè, chú Thất Phật Diệt Tội nè, chú Chủng Đề nè, chú Vãng Sanh nè, chú Thiện Thiên Nữ nè, chú Thánh Vô Lượng Thọ nè, tổng cộng hết là 10 bài chú ngắn ngắn vậy đó. Thì chúng ta thường gọi là thập tiểu chú, tức là 10 bài chú nhỏ chứ không phải là 10 chú tiểu. Thì cái vị Phật tử hỏi, thường thường mình tụng đủ bài bản đó, là tụng năm đệ Lăng Nghiêm, rồi tụng sang thập chú, rồi Bát Nhã Hồi Hướng. Nhưng trường hợp này các vị này không tụng năm cái phần Lăng Nghiêm, chỉ tụng 10 bài chú thôi, rồi sau đó muốn tụng kinh cầu an. Thì nếu quý vị muốn tụng kinh cầu an thì được tụng sau 10 bài chú dứt, thì tụng tới phần phỏng phổ môn cầu an, rồi sau đó mới để tụng Bát Nhã cuối cùng. Cái nguyên tắc này á, nó cũng sử dụng cho tất cả các buổi tụng kinh của mình. Ví dụ quý vị lại sám hối xong, quý vị muốn tụng phẩm phổ môn, rồi muốn tụng gì cũng được hết, nhưng mà cái bài Bát Nhã Tâm Kinh á, với Hồi Hướng là mình để sau cùng nhất. Khi nào mình không còn tụng những bản kinh nào nữa thì mình sẽ tụng Bát Nhã Tâm Kinh rồi Hồi Hướng. Thật ra mình tụng lung tung có tội lỗi gì không? Không có tội lỗi gì. Ví dụ lỡ mình không biết đi, rồi mình tụng Bát Nhã xong mình tụng phổ môn, không có gì hết, không có một cái quy định gì. Nhưng mà bởi vì đã nói là hướng dẫn cho đại chúng có một cái khái niệm, thì buộc lòng mình phải sắp xếp thứ lớp như vậy. Quý vị cứ nhớ, quý vị muốn tụng kinh gì cũng được hết, mà khi nào mình dứt rồi thì mình tụng Bát Nhã sau cùng là hết. Còn ngoài ra trước đó muốn tụng kinh gì tụng. Ví dụ như mà buổi chiều á, ở chùa mà đúng nguyên tắc ngày xưa đó ha, là một buổi chiều không là tụng ba kinh. Thứ nhất á, là tụng kinh A-di-đà, sau đó tụng Hồng Danh Bảo Sám, rồi mới tụng qua đến Mông Sơn Thí Thực. Thì mỗi nghi thức người ta soạn đủ hết á. Di-đà có Bát Nhã riêng, Hồng Danh Bảo Sám có Bát Nhã riêng, nhưng mà chùa đâu có tụng hết cuốn Di-đà Hồi Hướng rồi xong mới qua sám hối đâu. Dứt kinh Di-đà, skip Hồi Hướng, bỏ phần Bát Nhã đi, nhảy qua tụng Mông Hồng Danh Bảo Sám, dứt Hồng Danh Bảo Sám tụng qua Mông Sơn Thí Thực, rồi bắt đầu từ đó Bát Nhã Hồi Hướng cuối cùng. Đó, Pháp Hòa nói như vậy. Thì cái nguyên tắc này quý vị cứ sử dụng cho tất cả mọi cái khóa lễ của mình. Thường mình tụng có một kinh rồi Bát Nhã Hồi Hướng, bữa nay mình muốn thêm vài bản kinh tụng nữa thì cứ tụng, sau đó rồi Bát Nhã Hồi Hướng sau cùng. Dạ. Câu thứ hai: con đọc kinh thần chú Lăng Nghiêm ở nhà có được không, và giờ giấc nào là tốt? Thưa đại chúng, là chúng ta không có quy định kinh nào để tụng ở chùa, kinh nào tụng ở nhà Phật tử. Quý vị có quyền tụng bất cứ kinh gì. Bởi vì sao? Bởi vì mình tụng kinh á, là không phải mình trả bài với Phật, mà mình tụng kinh là một cơ hội để mình được tiếp xúc những lời dạy của Phật, từ cao đến thấp, từ thấp đến cao, để mà chúng ta thông đạt được những cái nghĩa lý mà Đức Phật dạy. Tại sao gọi là thấp cao? Tu hành làm gì có chuyện thấp cao. Nhưng mà thấp cao ở đây là để nói đến những cái giáo lý nó hợp với mọi căn cơ. Ví dụ như Đức Phật dạy khổ, Đức Phật dạy nguyên nhân của khổ, đó là những giáo lý căn bản mà tất cả mọi người ai cũng có thể nhận được. Nhưng qua tới đạo lý của Bát Nhã Niết Bàn, mà nếu mình không biết gì hết, nghe không hiểu, vì cái
cái bài giảng nó, cái lời giải nó cao quá, mà cái căn cơ mình hiểu chưa hết thì nói tạm, nói cao là nói vậy đó. Chứ thật sự cái người mà người ta hiểu rồi đó, ủa này đâu có cao gì đâu, nó bình thường mà. Cũng giống như á, ví dụ ha, ví dụ như bây giờ mình học lớp 12, mình gặp toán 12 thì mình nói này bình thường. Nhưng mà người học mới lớp 5 mà đưa nó toán lớp 12 thì nói gì? Toán này khó quá, cao quá. Mà thật sự không có cao thấp gì hết, tại cái trình độ nó chưa tới đó thôi. Thì cũng như vậy. Cho nên Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết rằng trong Phật giáo chúng ta dùng những cái từ chẳng hiểu như đại thừa, tiểu thừa, cao với thấp, trí tuệ, ngu đần, không có cái ý mà gọi là chê khen phân biệt trong đó. Nhưng mà chỉ muốn nói lên cái tâm lượng và cái khả năng tiếp nhận của mỗi người thôi, chứ không có chê trong đó. Thí dụ như hay nói là đại thừa, tiểu thừa, nó không có cái nghĩa là đại thừa chê tiểu thừa là nhỏ, không phải vậy. Mà chỉ muốn nói đến một, nếu nói về hình thức thì nó là một chiếc xe, xe nhỏ và xe lớn thôi. Còn nếu mà nói rộng nữa đó, nói cái nghĩa sâu là gì? Việc tuy có nhỏ nhưng cái tâm làm việc của mình nó bao trùm, nó lớn lao, thì việc đó được gọi là việc của đại thừa. Tại sao? Tại vì mình làm một cái việc mà mình không hề dính mắc chấp trước vào những việc mình làm, mà mình luôn lấy cái lòng bao dung mình ôm ấp tất cả, thì cái đó là việc làm của đại thừa. Đó. Cho nên Pháp Hòa điều thứ nhất là muốn xin nhắc lại, đừng có lo kinh này tụng không được ở nhà. Có nhiều người rất sợ cái việc này, chẳng hạn như người ta tụng kinh Địa Tạng, có nhiều người nói đừng có tụng kinh Địa Tạng, tại vì tụng kinh Địa Tạng là kinh chiêu mấy cái vong hồn, mình tụng ở nhà mình á, các cái vong hồn đi vào trong nhà mình không tốt. Hoàn toàn không có những chuyện đó. Cho nên đừng có nghe những cái ý kiến đó. Mà những ý kiến đó được gọi là tà kiến, những là ý kiến sai lệch, nó không có phù hợp với chân lý. Vậy thôi. Quý vị nhớ là Đức Phật nói những bản kinh lời dạy của Đức Phật chỉ tùy vào mỗi cái trường hợp Đức Phật gặp rồi Đức Phật dạy. Và những lời nói đó được gom góp trở lại thì chúng ta gọi là kinh. Chữ kinh á, nó có hai nghĩa. Một á, là khế lý, hai là khế cơ. Cho nên nói cho đủ chữ là khế kinh. Chữ kinh là nói tắt, nói đủ chữ là khế kinh. Nghĩa là cái kinh này nè, lời dạy này nè, là nó phù hợp. Chữ khế này là ứng hợp với căn cơ thì gọi là khế cơ. Nó phù hợp với đạo lý thì gọi là khế lý. Nếu mình nói cái lý đúng mà không hợp cái cơ thì người ta nghe người ta không hiểu. Thì cơ mà không hợp thì làm gì hợp lý. Cho nên nói khế lý mà rốt cuộc không hợp cơ thì nó cũng trở thành ra phi lý, không đúng, phải không? Cho nên mình nói mà người ta nghe, người ta hiểu được thì cái đó là hợp căn cơ. Kinh gì gọi là tốt? Kinh mà mục đích giảm tham, giảm sân si. Còn hỏi tụng giờ nào tốt? Tụng giờ nào con cái mình nó không phiền là tốt. Tụng giờ nào mà người thân mình họ không phiền mình là tốt. Thí dụ như nói tụng kinh đó 4 giờ sáng tốt, rồi lấy chuông mở ra tụng. Ở trong này nó nói tôi không biết tốt gì mà tôi đang bực bội lắm đây, thì là không tốt. Phải không? Cho nên không, Mình tu á chữ tu là sửa. Tu là mình phải khéo tu. Khéo tu là sao? Là mình tu khéo léo như thế nào mà mình không làm phiền người khác. Mình không người làm cho người khác cảm thấy khó chịu cái cách tu của mình. Và mình làm cho họ nhìn vào cái đạo Phật hay là cái cách tu này, họ không bao giờ họ muốn nghe. Họ không bao giờ họ muốn tu theo. Là mình đã dở rồi đó. Và còn thứ hai nữa là mình khéo tu để làm sao mà người ta không biết mình tu. Thì đó mới là tu khéo. Tu mà mình làm cho người ta rùng mình sợ hãi với cách tu của mình thì mình biết là không đúng. Phải không? Đó, ví dụ mình phải tụng kinh giờ đó,
rồi phải sắm cái mỏ nọ, phải có cái chuông kia, thí dụ vậy đó. Rồi ngay cả thờ Phật, quý vị thờ một Phật, nếu nhà mình chật, một tượng Phật tượng trưng cho tất cả Phật. Nói chờ tôi thờ Phật Thích Ca mà tôi hay niệm Phật Di Đà, thành thử ra bây giờ phải thỉnh Phật Di Đà về để thờ, để niệm. Mà không biết Phật Thích Ca có buồn không ha, tại mình thờ Phật Thích Ca mà niệm Di Đà không à. Mình đem cái tâm phàm của mình á ra mình ứng vô mấy Phật hết trơn vậy đó. Ngồi với tôi mà không gọi tên tôi. mình lấy cái phàm của mình ứng với Phật. À, rồi cái mai chiều cái mình bệnh, cái nghe nó tụng dược sư phải đi ráng kiếm được tượng Phật dược sư về ịnh cho đó. Rồi cái nghe người ta nói Đức Quan Âm cứu khổ, cái kiếm Đức Quan Âm. Từ từ chùa nhà mình đâu không có Phật hết trơn. Thật ra tốt không có sao, nhưng nếu người nhà mình họ không cảm thấy thoải mái, họ nói riết nhà mình như cái chùa vậy đó. Thấy không? Nếu con cái mình, người nhà mình hoan hỷ, chuyện đó tốt thôi. Ở đâu cũng có Phật. Còn thí dụ như nếu mình đem về mà mình nói mình đấy, thì mình giải thích. Thật ra những hình ảnh Phật nó giúp cho mình nó tăng trưởng cái niệm lành. À, má đem về má treo hay ba đem về ba treo, để tụi con đi tới đâu cũng gặp Phật, gặp Bồ Tát, nhắc nhở mình sống lành, sống tốt. Nói vậy nó nghe có lý. Ê, đừng nói tội tội con. Phật phù hộ. Đó. Mình nói sao mình... Thật ra cái cách đó là mình phải khéo tu, khéo nói. Thấy không? Mình không nói được cái thì mấy người con hay mấy người khác ta cảm thấy cái đạo Phật của mình nó xáo xáo. Phải không? Thành thử ra rồi á, thật ra rất là hay, nhưng mà tại mình không biết sử dụng cái nó thành ra dở. Đó. Cho nên đại chúng nhớ như vậy. Kinh gì tụng cũng được, không phân biệt kinh gì để cho chùa tụng hay là nhà tụng. Tụng giờ nào cũng được, quan trọng là giờ đó ứng hợp với hoàn cảnh của mình. Ví dụ như ta nói 4 giờ sáng, mà 4 giờ sáng ở đâu? Thành thử thời gian nói trật lất hết. Ở Việt Nam 4 giờ sáng là mình ở đây đã mấy giờ chiều. Thành nói sáng ở đâu? Bây giờ nếu mình theo sáng của Việt Nam thì ở đây trật giờ bận đi làm. Thí dụ như mình theo giờ ở đây thì Việt Nam không được. Cho nên thời gian. Vì vậy mà tại sao trong kinh á, Đức Phật không có nói là ngày giờ, mà chỉ nói là một lúc nọ. Một lúc nọ hay là lúc bấy giờ. Ha, nhĩ thời Thế Tôn, ta dịch là lúc bấy giờ Thế Tôn, mà không hề nói ngày giờ gì hết. Tại vì sao? Ngày giờ nói đâu nó cũng trật hết. Nói đâu nó cũng trúng hết á. Mình xài lịch là mỗi nước mỗi cách. Đó, đại khái là vậy. Cho nên á, mình học Phật mình học cho nó rốt ráo đó, mình hiểu một cách rốt ráo, tu khỏe ru bà rù. Mà người khác gần mình họ cũng khỏe ru bà rù, họ không thấy mình tu cực khổ mà họ cũng khổ cực với cách tu của mình. Yeah. Rồi, dạ mời cô. Kính thưa thầy, thưa quý đại chúng. Còn có câu hỏi là như người có những gia đình có người thân mất rồi để hình thờ ở nhà đó, rồi mỗi khi có những cái vấn đề gì, cái khó khăn hay là khổ sở gì, cái lại đứng trước bàn thờ, đứng trước hình người thân đó, rồi than thở rồi nói đủ thứ, thì theo con nghĩ là nếu mà theo Phật pháp thì mình không có nên như vậy, phải không ạ? Dạ con xin cảm ơn thầy. Em chưa chết mà em cũng bị rên hoài. Ngày không biết bao nhiêu cái email. Mà có nhiều cái email là thầy ơi cứu gấp gấp gấp. Thưa đại chúng á, thật ra nếu mà mình nói không nên ở trong trường hợp đó thì cũng tội. Tại vì có những khi á, chúng ta đau khổ, chúng ta buồn, mình không có thể thổ lộ được điều đó với ai. Cho nên mình mới tới cái người chồng của mình đã mất, hay là người mẹ, người cha, người thân gì đó, mình đứng mình khóc, mình than. Nó đâu có khác gì với Phật đâu.
Mình cũng thế thôi à. Nhiều khi mình vui á, mình đi ngang xá xá thôi. Còn mình buồn á, đứng với Phật đủ góc cạnh hết. Đứng bên hông thủ thỉ, đứng trước mặt thủ thỉ. Bình thường á, mình đi tới Phật là mình đi thường. Bữa nào mình bệnh cái vuốt ve, đau tim dán vô tim, đau lỗ tai rờ dán lỗ tai, có không? À, Phật cũng thông cảm thôi. Mặc dù Phật biết Phật không có làm gì được hết, nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói tới cái tâm tình, cái tâm lý của con người. Thành thử ra mình đứng trước người thân của mình có khóc, mình nói, nếu mình quy định rằng không nên làm như vậy, người chết sẽ bị quyến luyến đồ, cũng tội cho người ta. Tại vì mình ở trong hoàn cảnh nào thì mình sẽ hiểu. Cho nên á, có những lúc chúng ta cần phải thông cảm. Thông cảm cho cái niềm đau nỗi khổ của người kia mà họ đứng trước người thân họ khóc. Bây giờ cuộc sống khổ đau mà họ không có người để họ chia sẻ. Hay là đứa con đó là của chung mà bây giờ ổng đi trước rồi, bây giờ ổng để lại cho mình phải gánh một cái khó khăn này, thì mình biết nói với ai? Thì mình mới nói với người đã mất, là chồng của mình, là ba của đứa nhỏ, ví dụ vậy. Cho nên theo Pháp Hòa thì Pháp Hòa không có dám quy định không nên làm như vậy, tại vì Pháp Hòa thường lấy cái tâm của con người. Mình sống, đôi lúc mình cần phải cảm thông những việc đó. Thì quý vị cứ nghĩ, tại sao mình than với Phật thì không sợ, mà mình than với người thân? Cái đó cũng đúng, tại vì Phật là người giác ngộ, không? Còn người thân mình sợ là người phàm, cho nên còn lưu luyến. Nhưng mà thôi thì nếu muốn chắc ăn, nói khóc than xong, thôi tôi than vậy thôi nghe không? Tôi buồn tôi than với ông chút vậy thôi nghe không? Ông đừng có lưu luyến, thôi theo Phật đi. nếu nói vậy rồi cái là mình yên tâm. Than xong rồi, you don't have to worry about me. Đây là Pháp Hòa nói theo cái tâm gọi là con người mình với nhau. Thật ra đôi lúc á, mình cũng đừng có, mình cần có, trong Phật Pháp á, không có một cái quy định về những việc đó hết. Chẳng qua là mình muốn khuyên người thân đó giảm cái sự buồn khổ, rồi mình lấy cái người mất ra để mình làm cái một cái lời khuyên nhắc, không? Chứ còn đôi lúc mình cũng phải được có cái sự cảm thông. Thôi thì Pháp Hòa nghĩ á, quý vị buồn than rồi thì cũng đã xong, thì quý vị cũng trong tâm nguyện, tôi buồn tôi khóc vậy đó, nhưng mà rồi tôi sẽ cố gắng vượt qua. Việc của tôi ở đây là sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục sống và lo cho gia đình. Còn việc của ông, của bà vậy đó, phải lo hướng tâm về Phật để được về cõi an lành. Than xong rồi, I have my way. You have your way. Nhưng mà buồn là phải như vậy. Vậy giống như mình đứng trước Phật thôi. Quý vị gửi email tới cho Pháp Hòa, cũng không nghĩ rằng Pháp Hòa sẽ đọc mail đó, tại vì nhiều quá. Và cũng không nghĩ rằng Pháp Hòa sẽ trả lời liền, tại có những lúc dồn dập. Thí dụ Pháp Hòa đi mấy ngày như vậy là không có cơ hội trả lời những cái email đó, thí dụ vậy. Cho nên, nhưng mà đôi lúc mình gửi xong một cái mail rồi là mình cảm thấy mình nhẹ nhõm, mình đã viết ra những cái niềm đau nỗi khổ của mình rồi. A Di Đà Phật, thưa thầy, cho con xin hỏi một câu nữa thầy. Con không biết nói làm sao, con không biết hỏi ai. Con hỏi để con xin thầy giải đáp cho các Phật tử khác đều nghe và hiểu được. Vì bản thân con thì con không có ngại cái chuyện mà mình đi chùa xong mình dọn dẹp thức ăn ở bàn thờ vong á, thì mình ăn những cái đó cũng được. Nhưng mà có những Phật tử họ nghĩ là ăn thức ăn cúng vòng rồi sẽ ngu, nghĩa là họ đem họ đổ hết. Trong khi con thấy có quá nhiều người còn phải bị đói, không có thức ăn để ăn. Mình đi mình cúng chùa, mình cúng thức ăn, mình vong cũng là ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ, không biết bao nhiêu đời còn có phước để trở lại để làm người không.
mà mình cúng thức ăn như vậy mà đem vứt, mà con không dám nói, tại vì con nói họ lại sợ, họ lại nói cô là cái gì mà ở đây mà cô nói. Con xin hỏi thầy giải thích để cho những người Phật tử khác mà họ có nghe được, nghĩ về những chuyện đi ăn thức ăn từ bàn thờ vong là ngu hay là gì á, con xin thầy giải thích ạ. Thưa đại chúng, cái câu hỏi này thì cũng đã được hỏi rất nhiều lần ở các nơi. Chúng ta có được ăn thức ăn cúng linh hay không? Cúng bàn thờ không? Được ăn hết, ăn ráo hết. Quý vị đừng có sợ cái gì hết á. Thật ra chữ cúng là gì? Chữ cúng là mình cung dưỡng, cung cấp, cung hiến. Pháp Hòa xin lỗi, bây giờ đây nè, quý vị để ly nước đây nè, quý vị đem lên, quý vị nói với Pháp Hòa làm sao? Cúng thầy. Chẳng qua không có nhang đèn thôi. Chứ cúng mà. Gọt một miếng bánh trái cây lên, cúng. Nãy giờ ở dưới phía sau tin chắc rằng đã bày một bàn cúng rồi đó. Như vậy thì sống có cúng không? Cũng cúng chứ, chỉ thiếu nhang đèn thôi. Chứ đũa sắp ngay ngắn nè, muỗng để nè, chén dĩa dọn đàng hoàng. Đi ăn đám cưới người ta có làm thờ, bàn thờ cúng mình chưa? Cúng hết á. Nhưng mà hình thức nó có khác thôi. Cái đó người xưa gọi là gì biết không? Âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái cách mình ứng xử với người âm, người dương không có khác. Chỉ có điều là âm dương mình có cách khác nhau thôi, chứ cái lý nó không khác. Sống vẫn phải cúng, cúng nước, cúng trà, cúng bánh, đủ thứ hết. Thậm chí mình ngồi trước mặt đây quá trời thức ăn luôn. Mình là cái hình chứ gì nữa, phải không? Chỉ còn thiếu nhang đèn thôi. Nhưng mà khi cúng cho người chết thì một hình thức khác, để cái lư hương trước, cầm cái nhang khấn. Còn bây giờ mình có khấn họ không? Có chứ, đứng bên. Dạ, kính thưa quan viên hay họ. Hôm nay gia đình chúng tôi được quý vị về đây tham dự với chúng tôi, chia vui với chúng tôi. Nói xong, giờ đây mời quý vị nhập tiệc. Chúc quý vị có một bữa ăn ngon. Khấn chứ gì nữa. Nhưng mà khấn hình thức khác. Còn hãy mà khấn dỗ, hôm nay ngày mấy tháng mấy là ngày dỗ của ba, gia đình con tưởng nhớ đến ba, làm ít một chút mâm cơm để mời ba về dùng, sẵn tiện mời ông bà nội ngoại về dùng với ba con luôn cho vui. Khấn cái gì đâu. Sống cũng phải khấn, cũng phải cúng. Chết thì cũng như hình thức nó khác. Âm dương vô nhị lý, cái lý nó không có khác, nó không có hai. Nhưng mà sanh tử, giữa sanh và chết, nó có cái cách của nó. Cho nên mắc gì không ăn? Pháp Hòa chẳng những ăn đồ cúng trên bàn linh mà ăn luôn đồ cúng cô hồn. Quý vị đừng có sợ ăn đồ cúng cô hồn, xin lỗi, gọi mình tạo gọi là ngu rồi khờ vậy đó. Ngu cỡ em thôi. Khờ cỡ em thôi, được rồi. Không sợ gì hết. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi. Một, mọi người là ăn ngu và bỏ tội, chọn cái nào? Ấy gì mày ăn ngu? Kệ để tôi ngu chứ. Đồ trên bàn thờ là toàn đồ ngon. Đồ còn dư lại mới không ngon. Cho nên cứ chấp nhận làm người ngu để được ăn đồ ngon. Sao không ăn? Đồ mà không ai lựa đồ dở lên cúng đó. Tôi chịu làm người ngu để được ăn ngon, ngu ngon. Ngu ngon, tối về ngủ ngon. Vậy còn sợ nữa không? Không có gì sợ, cứ ăn bình thường. Phật giáo không có mấy cái chuyện đó. Phật giáo không hề có chuyện cấm cử ăn uống gì hết. Cứ bình thường. Các thầy đi khất thực, người ta cho gì ăn nấy mà.
mình bây giờ được chưng vô dĩa, được để trên bàn, chỉ bưng xuống hâm ăn thôi mà còn chê lên chê xuống, ăn này ngu, ăn kia mất trí. Bỏ mới sợ. Xin lỗi, nếu mà nói cho thẳng thừng, bỏ mới ngu. Ăn đâu có ngu, đồ ngon mà mắc gì không ăn. Đừng có sợ mấy chuyện đó, mà mình đưa những cái lý đó ra, người ta nhìn vô đạo Phật mình kỳ cục lắm. Không phải, đạo Phật không có vậy. Cho nên đại chúng cứ bình thường, nhẹ nhàng, dọn xuống, huynh đệ chia nhau ăn. Không có gì tội lỗi hết. Đâu. Còn thí dụ như mình có những bậc tôn túc tới chùa, thì khi mình nấu rồi thì mình đã múc ra để bày tỏ cái lòng tôn kính của mình. Vậy thôi. Cái đó cũng là cúng đó, cúng cho chư vị tôn túc. À, quý vị nhớ mà nói, thật ra trong cuộc sống, nhiều lúc có quý thầy nói đùa ấy, nên là mời thầy uống trà, nói thôi tôi muốn uống trà, uống đi, mai mốt uống nguội đó, giờ đang nóng uống đi. Phải qua giỡn giỡn vậy đó, mà suy nghĩ có phải không? Có ly trà nóng không uống, mai mốt ngồi ở chỗ, mà muốn uống phải đợi nữa, sơ tuần. Rót trà lần thứ nhất, rồi sợ mình rót nhiều nhiều nhắc nữa, rót ít ít thôi con. Tại vì lát còn tới 3 lần rót lần. Lúc bình thường uống cà ly uống cho rồi đi. Vậy được chưa? Thầy, cách đây 8-9 năm về trước, con có cho bạn con mượn một số tiền cũng hơi lớn. Thì lúc đầu con cũng có hơi nhắc cổ, nhưng không hiểu cổ cũng khó khăn, sau đó cổ không có trả. Mà cổ cứ nói con là khi nào cổ đi làm được, cô để dành cô trả. Rồi thời gian qua thì hầu như con cũng quên số tiền đó rồi. Tại vì con nghĩ người ta khó khăn thôi, mình cũng không nên để ý tới làm gì nữa. Thì trọng tâm con là con cũng nói thôi, con cũng nghĩ đi cho cổ đi. Trước sau gì, biết đâu hồi trước thì con cũng có nợ gì với người ta. Thì con cũng nghĩ thôi giúp cho cổ, cũng con không nghĩ tới nữa. Nhưng mà về phía con thì con đã coi như con đã không nghĩ tới là con đã cho cổ rồi. Nhưng mà về phía phần bạn của con như vậy thì cổ có phải mắc nợ của con nữa không? Dạ, con chỉ có như thế thôi, xin thầy trả lời giúp cho con. Thưa đại chúng, là cái câu hỏi của cô là nếu như mình cho người ta mượn tiền mà bây giờ người ta không trả, thì cô cũng không biết là cô đang nợ người ta hay là người ta đang nợ cô. Đúng cái nghĩa phải vậy không? Thật ra mình nghĩ mình trả nợ người ta là coi như mình khỏe rồi, mà được trả nợ là xong rồi thì không có nhớ nữa. Còn nếu như cô nghĩ rằng người ta nợ cô cũng không nên. Tại sao? Tại vì tiếp tục gặp nữa, hiểu không? Nếu mình đã cho thì đừng nhớ nữa, đừng nghĩ nữa. Coi bây giờ cô cứ nghĩ cái chiều tốt đi. Cô nghĩ rằng cô đang nợ người ta và cô đã được trả nợ. Thật ra bây giờ cô nghĩ người ta nợ cô không lấy được đồng nào, mà cô phải đợi tới kiếp sau mới được lấy nữa, chi cho nó cực, phải không? Tiền tài là vật ngoài thân, chỉ có cái tâm thức của mình nó mới quan trọng. Vì mấy chục đồng hay mấy trăm đồng hay mấy cái chục ngàn đó mà kéo mình lại một kiếp nữa, để rồi gặp người đó đòi lại chục ngàn, nhưng mà mấy chục ngàn này phải ở một kiếp ta bà khổ sở này thì nó cực quá. Cho nên thôi thì tốt nhất là cứ nghĩ, một là mình nợ người ta, nay mình được trả. Vậy thôi. Còn thí dụ mình nghĩ người ta nợ mình, thôi không sao, tôi tặng cho chị luôn. Thậm chí cái người đó mượn tiền mình, mà bây giờ mình biết họ mất rồi, mình còn đi tới bàn thờ họ mình nói mà, phải không? Hồi đó chị mượn tôi mà giờ chị chưa kịp trả mà chị đã mất rồi, thôi tôi xí xóa để cho chị với tôi được, đừng có nặng nề. Tại vì mình cũng thương cái người đó. Theo cái quan niệm của mình là sợ người đó nặng nề cái tâm thức của họ, rồi họ không được đi về cõi lành, tại vì họ còn đang nợ mình. Mình nghĩ tới cái tình với nhau, chúng ta thường gọi là nghĩa tử là nghĩa tận.
không có cái tình nghĩa nào mà trọn vẹn khi người đó mất. Thậm chí người đó có hận thù với mình, nhưng giờ phút cuối cũng phải xả bỏ với họ, chứ đừng nói chi là tiền của. Mà mình xả được, ai chưa khỏe thì mình không biết, nhưng mà trước hết là chính bản thân mình để nhẹ nhàng được thân tâm. Dạ mô Phật, thầy nói hôm nay là thầy chỉ ghé thăm thôi, nhưng mà thầy đã cho tụi con những bài pháp rất là hay. Chúng con xin cảm ơn thầy. Ấm bó tình thức si mê,
cúi đầu thiên thờ. Một lòng quy kính ba ngôi tam bảo, thề nguyện dương minh hộ pháp giáp tha, xin hướng về chân lý Phật Đà, niềm tin niềm tin.